Thần tài mở cung tài lộc. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, biết tận dụng cơ may này thì tiền vào như nước. Tậu xe sang, sống trong nhà cao, cửa rộng khiến cả làng ngưỡng mộ. Lộc Phát Tử Vi rất vui khi được gặp quý vị khán giả trong chương trình Tử Vi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, người xưa hay có câu khổ tận cam lai, ý chỉ rằng cần ta cố gắng nỗ lực vun trồng thì sẽ có ngày gặt hái được nhiều trái ngọt. Và điều đó có thực sự xảy ra với chúng ta hay không? Tử vi học quan niệm rằng trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, mọi thành công có được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là xương máu hay hạnh phúc riêng tư. Bước sang năm Quý Mão, các bậc thầy tử vi học phương Đông có chỉ rõ. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được cát tinh cao chiếu, thần Phật phù hộ, mà sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Băng băng phi về đích, chiếm lĩnh sự giàu sang phú quý, xứng đáng thuộc về mình. Bởi vậy, phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và gia đạo đều gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. Mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Đây được coi là thời cơ vàng, thời khắc may mắn hiếm hoi, là lộc trời ban riêng cho tuổi này. Có thể nói, năm 2023 này, bản mệnh sẽ có nhiều may mắn, viên mãn đủ đường. Vậy, nữ mệnh tuổi Giáp Thìn nữ mạng sẽ được đón những vận may gì trong năm nay? Vận trình từng tháng sẽ diễn ra như thế nào? Bản mệnh cần phải làm gì để tránh xa được những xui rủi không mong muốn? Ngay bây giờ, quý vị hãy cùng với Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé! Con lợn tượng trưng cho tuổi Hợi trong 12 con giáp. Lợn là loài động vật thân thuộc trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Đại đa số mọi người luôn cho rằng lợn là loài động vật ngốc và hôi hám, nhưng thực ra lợn không hề ngốc và chúng rất thích sạch sẽ. Người sinh năm Hợi cũng có tính cách trung thành. Nếu họ phụ trách đơn vị thì sẽ không bao giờ quên được lãnh đạo của mình. Cho dù đã đi theo con đường riêng của mình, người tuổi Hợi phải bình tĩnh và trau dồi các kỹ năng để hài hòa với môi trường xung quanh. Người cầm tinh con lợn thường dễ mất tự tin nếu gặp phải thất bại trên con đường làm việc của mình. Đồng thời, họ sẽ quan tâm đến việc người khác đang cười nhạo và coi thường mình. Trên thực tế thì không phải vậy, họ sẽ cố chấp làm theo cách của bản thân mình, đề ra nhằm củng cố tâm lý của bản thân bằng tính tự ái, mà biến những bước lùi nhỏ thành thất bại lớn. Bản mệnh nên cố gắng bình tĩnh, giao tiếp với đồng nghiệp và không nên nghĩ rằng người khác đang cười nhạo mình. Hãy chuyển đổi loại tâm lý này, chỉ bằng cách giúp đỡ bản thân, bạn mới có thể vượt qua thất bại thành công. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử mà người tuổi Quý Hợi có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi và được nhiều người tôn trọng, yêu quý. Người tuổi này giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình. Đó là lý do tại sao mọi người đều thấy tuổi Quý Hợi luôn luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh. Những người sinh năm 1983 giỏi kiếm tiền và có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Những người này coi trọng danh dự, phẩm chất và chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy mà mỗi khi đảm nhiệm vụ một công việc, trọng trách nào đó, người tuổi Quý Hợi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Có một số người tuổi Quý Hợi 1983 bề ngoài lạnh lùng, trầm tư, nhưng họ lại có một trái tim giàu tình cảm. Khi yêu, người tuổi Hợi mệnh đại hải thủy, sẵn sàng hy sinh tất cả để khiến người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc. 1. Thông tin cơ bản năm 2023, tuổi Quý Hợi 1983 nữ mạng. Năm sinh 1983, tuổi âm lịch 41, cầm tinh con lợn, vận niên kê hồi viên, gà về vườn, sao hạn sao thổ tú, hạn huỳnh tuyền, kim lâu không phạm kim lâu, tam tai không phạm tam tai, hoàng ốc phạm hoàng ốc. 2. Chi tiết tử vi năm 2023 tuổi Quý Hợi nữ mạng. Thứ nhất, xem tử vi 2023 Quý Hợi nữ mạng theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can,
Quý gặp quý có sự hỗ trợ nhất định cho vận trình, công việc làm ăn ổn định, nguồn thu nhập cũng ngày càng được củng cố. Trong năm có thể xuất tiền làm ăn, gặp đúng thời điểm sẽ phất lên nhanh chóng. Xét về địa chi, Hợi gặp Mão lâm cục diện tam hợp, trong năm mưu sự gặp quý nhân nâng đỡ, hứa hẹn thành công rực rỡ, kinh doanh buôn bán được lộc, có thể hợp tác làm ăn, mở mang thêm để gia tăng tài sản từ nhiều nguồn thu khác nhau. Xét về ngũ hành tương sinh thúc đẩy cát khí, giúp nữ mạng quý Hợi vừa ổn định về tâm lý, lại vững vàng hơn về ý chí, hạ quyết tâm khởi nghiệp sẽ mang đến nhiều lợi ích khác chứ không chỉ là tiền bạc. Với nữ mạng đang cầu con, ắt sở cầu như nguyện trong năm. Tiểu kết, tử vi năm 2023 nhận định, nữ mạng quý Hợi có vận trình khá bình ổn trong năm. Các phương diện tiến triển thuận lợi với bản mệnh, kế hoạch diễn ra trong tầm kiểm soát, đón những bước phát triển rõ ràng hơn. Trong năm có thể mạnh dạn thực hiện dự định ấp ủ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Nếu biết nắm bắt thời cơ thuộc về mình, tài lộc của bạn sẽ đầy lên nhanh chóng. Thứ hai, xem tử vi quý Hợi năm 2023 nữ mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao thổ tú. Thổ tú tháng 8 tháng 4, gia đình tan tác, hao hư bạc tiền, lệ trào tơi tả chiến miên, biệt ly nội ngoại, muộn phiền tiễn đưa. Trong hệ thống cửu diệu, thổ tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến dày ốm đau, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Gặp hạn huỳnh tuyền dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Tiểu kết, gặp hung tinh chiếu mệnh, đương số nên đề phòng bị tiểu nhân quấy phá, gây thị phi nhũng nhiễu, làm gì cũng phải tự nhắc nhở bản thân cẩn thận, nói năng có đầu có cuối, kẻo gây xung khắc, tranh cãi sẽ rất rắc rối. Ngoài ra, tình hình sức khỏe cũng là điều đáng lưu ý. Bản mệnh nên hạn chế đi đường sông, kẻo gặp tai họa. Thứ ba, xem tử vi năm 2023 tuổi Quý Hợi nữ mạng theo vận niên. Nữ mạng Quý Hợi gặp vận niên kê hồi viên, tức là gà về vườn. Hình tượng này có nghĩa là gà được thả về vườn thì được no đủ, nhiều thức ăn, lúa gạo không thiếu. Theo đó, sẽ báo hiệu một năm cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin ở mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ đối với đương số. Chuyện tình cảm cũng ngày một thuận lợi. Người độc thân thỏa nguyện ước mong bấy lâu nhờ một chút liều lĩnh. Các cặp đôi hiếm muộn sẽ chào đón con cái trong năm mới. Thứ tư, xem vận hạn tuổi Quý Hợi năm 2023 nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai 2023, tuổi Quý Hợi không phạm tam tai, tốt, không cần phải bận tâm về vấn đề này, tập trung làm việc và tận hưởng cuộc sống là được. Kim lâu 2023, tuổi Quý Hợi không phạm kim lâu, tuổi đẹp để tiến hành cưới hỏi hoặc mua nhà. Hoang ốc 2023, tuổi Quý Hợi phạm hoang ốc nếu tiến hành làm nhà trong năm Quý Mão. Để yên tâm hơn, bản mệnh có thể tiến hành thủ tục mượn tuổi để làm nhà. Tiểu kết, gặp hạn hoang ốc trong năm 2023, nữ mạng Quý Hợi không nên đứng ra lo liệu việc xây sửa nhà cửa. Nếu vẫn muốn tiến hành, có thể làm thủ tục mượn tuổi để hóa giải xui xẻo. 3. Đánh giá tổng quan và cụ thể 4 phương diện năm 2023 tuổi Quý Hợi nữ mạng. Đánh giá tổng quan, những người sinh năm 1983 có thể lạc quan hơn một chút về sự nghiệp và tài lộc trong năm nay. Trong số đó, việc có phúc đức, quý thần và phúc tinh chiếu mệnh có thể khiến phương diện tài lộc và sự nghiệp của bản mệnh nở rộ. Về phần nhân duyên và sức khỏe,
con giáp này nên cẩn thận với ảnh hưởng của tai họa, đồng thời cũng phải chú ý tránh bị các sao hung tinh quyển thiệt, rào sát, phi ma xâm phạm. Xét trên tổng điểm 18, tuổi Quý Hợi nữ mạng đạt 13 trên 18 phần hợp với năm Quý Mão 2023, mức độ tương hợp giữa bản mệnh và lưu niên cao. Kết luận, xét về tổng thể, năm 2023 là một năm khá hứa hẹn với nữ mạng Quý Hợi. Nhiều cơ hội xuất hiện để bản mệnh phát triển, chỉ cần khéo léo tận dụng và làm chủ tình hình thì không khó để tạo ra bước đột phá. Dù vậy, cũng có không ít nguy cơ tiềm tàng, bạn không nên quá chủ quan. Cụ thể 4 phương diện. Về công việc, phương diện sự nghiệp trong năm 2023 của con giáp này có nhiều điểm sáng, tiến trình được đảm bảo, hiệu suất cũng không có điểm nào để chê, giúp bản mệnh thu về không ít thành tựu đáng nể. Mưu sự trong năm dễ thành, khó khăn cũng được quý nhân đứng ra giúp đỡ kịp thời. Không những vậy, một năm có quý thần cùng phước đức trôi qua, có thể mang đến nhiều quý nhân và cơ hội hơn cho những người cầm tinh con lợn. Vì vậy, người tuổi Quý Hợi phải nắm bắt cơ hội tốt này để thích ứng với thất sát trong năm nay. Đồng thời bản mệnh cần phải phấn đấu để có được tương lai tươi sáng trong sự nghiệp càng sớm càng tốt. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì không lo không thành công. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý cư xử đúng mực để hạn chế những rắc rối, thị phi không đáng có. Về tiền bạc, tử vi tuổi Quý Hợi 1983, năm 2023 nữ mạng cho hay, những quý cô cầm tinh con lợn trong năm nay nhận được sự trợ lực của thần tài và các tinh phúc đức, người tuổi Quý Hợi sẽ có phần hanh thông hơn về mặt tài lộc. Trong số đó, bản mệnh có sự thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc tích cực nên người tuổi Hợi năm nay không những không duy trì được nguồn thu nhập bình thường, thậm chí còn có cơ hội được tăng lương, tất cả đều đến từ sự may mắn. Đường tài lộc của bản mệnh khá hanh thông, thuận lợi, bạn có thể dễ dàng mở rộng quy mô, xuất tiền làm ăn gặp đúng thời thì phất lên rất nhanh, lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân nên làm việc gì cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, lợi thế của bạn có thể là miếng mồi ngon để chiêu tiểu nhân nên tránh gây hấn với người khác để không bị đối thủ cạnh tranh xấu. Về tình duyên, gia đạo, các mối quan hệ nhìn chung bình ổn, vợ chồng đồng lòng đồng sức, yêu thương và cùng nhau vun vén nhà cửa. Dù đôi khi chuyện vợ chồng mâu thuẫn là khó tránh, song chỉ cần cả hai đều cố gắng, bình tĩnh hòa giải, đặt mình vào vị trí của đối phương thì không có gì nghiêm trọng. Người cầu con có thể được như ý nguyện trong năm nay. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe không có vấn đề nào phải lo lắng, nhưng cũng không thể tránh những vấn đề lặt vặt do thay đổi thời tiết. Chú ý rèn luyện và sinh hoạt điều độ để tăng cường thể trạng. Về vấn đề thể chất, những người sinh năm 1983 cần chú ý hơn nữa việc lây nhiễm các bệnh dịch như viêm phổi, viêm đường hô hấp. Bản mệnh cần đề phòng, tránh những nơi có người ồn ào, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Về an toàn cá nhân, người tuổi Quý Hợi cần quan tâm đến an toàn khi đi lại, như lái xe ô tô hay đi máy bay, du lịch, đề phòng an toàn, đồng thời tuân thủ luật lệ giao thông để tránh tai nạn không đáng có xảy ra. 4. Cách hóa giải vận hạn năm 2023 nữ mạng tuổi Quý Hợi. Việc hóa giải sao hạn không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ có thể làm giảm phần nào tai ương, đen đủi, chuyển từ nặng sang nhẹ mà thôi. Cách hóa giải sao thổ tú năm 2023. Cách làm lễ, thổ tú sao ấy phải lo, tháng 4, tháng 8 khó mò bi ai, 19 tế lễ nhằm ngày, cờ vàng năm ngọn, lạy về hướng Tây. Thời gian làm lễ, 19 âm lịch hàng tháng, hoặc một lần duy nhất vào đầu năm mới. Sắm lễ, 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Hành lễ, khi khấn, quay người về hướng chính Tây mà vái, trung ương mậu kỷ thổ tú tinh quân. Bài văn khấn giải sao thổ tú năm 2023. Nam mô A Di Đà Phật, con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Nam mô Hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế,
con kính lạy Đức Trung Thiên Tinh Chúa Bắc Cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế. Con kính lạy Ngài Tả Nam Tào Lục Ti Duyên Thọ Tinh Quân. Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu Cửu Hàm Giải Ách Tinh Quân. Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỳ Thổ Đức Tinh Quân. Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Chân Quân. Tín chủ con là, hôm nay là ngày, tháng, năm, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại địa chỉ để làm lễ giải hạn sao thổ tú chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật, hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. 2. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2023. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. 5. Vận trình 12 tháng trong năm 2023, tuổi Giáp Tý 1983 nữ mạng. Tháng 1 âm lịch, người tuổi Hợi có tài lộc khá tốt trong tháng này, bởi vì đây là tháng đầu tiên của năm mới, bị ảnh hưởng bởi không khí sôi động nên năng lượng tích cực của người tuổi Hợi sinh năm 1983 tăng lên đáng kể. Trong tháng 1, bạn thường có thể thu hoạch được những điều bất ngờ và may mắn từ cuộc sống của mình. Nói chung là vận trình của con giáp này tương đối lạc quan, nhưng đừng mừng quá sớm đối với Lợn, dù sao thì năm Dần cũng là năm mà bạn phạm vào tài sát. Do đó, những người cầm tinh con Lợn cũng nên làm tốt việc tránh tai sát trong tháng riêng để tránh làm cho nó làm ảnh hưởng may mắn của mình. Tháng 2 âm lịch, tháng 2 không phải là thời điểm lý tưởng trong các mối quan hệ của những người này, bị ảnh hưởng bởi quyển thiệt. Nhiều người tuổi Quý Hợi dễ gặp phải hung họa trong tháng này. Đặc biệt, một số người tuổi Hợi thuộc tầng lớp lao động dễ bị một số đồng nghiệp hẹp hòi tính toán ở nơi làm việc trong tháng này. Điều này dẫn đến những rắc rối về tài lộc và công việc. Các mối quan hệ của bạn cũng từ đó mà bị ảnh hưởng. Vì vậy, người tuổi Hợi nên chuẩn bị tinh thần để tránh những kẻ xấu trong tháng này. Đồng thời, hãy cố gắng giữ một sự khiêm tốn trong cuộc sống của bạn và đừng quá phô trương. Tháng 3 âm lịch, người tuổi Quý Hợi 1983 lạc quan hơn về sự phát triển về tài lộc, tình cảm trong tháng này. Nhờ có quý nhân phù trợ nên nhiều tuổi Hợi độc thân trong tháng này vận trình rất tốt. Bạn thường có khả năng làm quen với một số đối tượng khác giới trong cuộc sống. Vì vậy, trong giai đoạn này, tuổi Hợi nên nắm bắt cơ hội thoát khỏi sự độc thân. Bản mệnh nên nỗ lực thể hiện bản thân trước người khác phái, phấn đấu đạt được kết quả khả quan trong tình cảm càng sớm càng tốt. Tháng 4 âm lịch, tử vi tuổi Quý Hợi 1983 năm 2023 nữ mạng cho biết vận trình tài lộc của những người này có phần giảm sút trong tháng 4, bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh và sao thái âm xâm phạm.
tháng này tinh thần của một số người cầm tinh con lợn rất uể oải. Khi bạn làm việc gì cũng không có động lực, dễ bị mệt mỏi, buồn ngủ, trầm cảm, trường hợp nặng còn có thể gặp nguy hiểm đến sức khỏe của mình. Vì vậy, người tuổi Quý Hợi trong tháng này nên chăm sóc cơ thể thật tốt, nghỉ ngơi nhiều hơn để nạp lại năng lượng, không nên làm việc quá sức. Tháng 5 âm lịch, với sự giúp đỡ của hợp thái tuế và phúc tinh, vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sinh năm 1983 rất khả quan trong tháng này. Bạn thường có thể gặt hái mọi thứ bất ngờ về sự giàu có từ cuộc sống của mình. Chẳng hạn như con giáp này có thể được tăng lương, thăng chức hoặc tăng thu nhập từ việc quản lý tài chính. Điều này tốt cho những người tuổi Quý Hợi. Tuy nhiên, dù tài vận phát triển khá tốt, nhưng người tuổi Hợi không nên tiêu xài quá đà hay phô trương của cải trong cuộc sống hàng ngày, kẻo gây sự chú ý cho mọi người do quá công khai, kẻo tai họa ập đến cửa. Tháng 6 âm lịch, trong tháng 6, hầu hết những người tuổi Hợi sinh năm 1983 đều có đường tài lộc không quá bết bát về mọi mặt. Tháng này, bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các sao hung tinh, tác hại của thái tuế và thất sát cũng không rõ ràng, nên tài vận của hầu hết các con giáp đều có xu hướng ổn định, ít bị ngoại cảnh can thiệp và ảnh hưởng. Tuy nhiên, dù tài lộc ổn định, nhưng người tuổi Hợi không thể quá bằng lòng với hiện trạng. Tài lộc thường không tiến, không lùi, không muốn cầu tiến thì rất có thể sẽ xuống dốc trong các giai đoạn sau. Tháng 7 âm lịch, sức khỏe của những người sinh năm 1983 không mấy khả quan trong tháng này, bị ảnh hưởng bởi khí hậu khô nóng. Một số lợn có thể bị say nắng hoặc ốm yếu do không được chăm sóc đầy đủ hàng ngày hoặc do bất cẩn trong thời gian bình thường, gây ra tình trạng sức khỏe kém của những người cầm tinh con lợn. Vì vậy, người tuổi Hợi nên chú ý đến sức khỏe bản thân hơn trong tháng này, đồng thời cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 8 âm lịch, với sự giúp đỡ của các tinh quý thần, mối quan hệ giữa các cá nhân và tài vận sự nghiệp của người tuổi Hợi 1983 đang phát triển rất tốt trong tháng này. Với sự phù hộ của các ngôi sao may mắn, bạn sẽ có cơ hội gặp được nhiều quý nhân hoặc những người bạn có ích cho mình trong cuộc sống. Và sự phát triển sự nghiệp của những người tuổi Quý Hợi có thể được cải thiện và tiến triển thông qua sự giúp đỡ của bạn bè. Thậm chí nhiều con giáp còn có cơ hội vượt qua nút thắt của sự nghiệp trong tháng này và phát triển hơn nữa. Điều này là rất may mắn cho bạn. Vì vậy, những quý cô sinh năm 1983 phải nắm bắt cơ hội tốt này để phát triển bản thân. Tháng 9 âm lịch, được sự phù hộ của thái tuế và phúc tinh, vận may của những người cầm tinh con heo sinh năm 1983 trong tháng này rất mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của các tinh, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày càng thăng hoa, tình cảm đôi bên hanh thông. Nếu có cơ hội, hãy tổ chức đám cưới với người ý nghĩa của mình trong tháng này để vun vén thành quả, đoàn kết vì tình yêu. Tháng 10 âm lịch, vận trình sức khỏe của những người sinh năm 1983 không được lý tưởng trong tháng này. Bị hung tinh chiếu vào, sức khỏe của người cầm tinh con lợn trong tháng này đáng lo ngại. Bản mệnh có thể bị ốm, cảm lạnh do nhiệt độ giảm đột ngột. Đồng thời, khi mùa thu đông xen kẽ, một số người tuổi Quý Hợi có khả năng cao mắc bệnh hen suyễn hoặc ho. Do đó, đề nghị những người tuổi Hợi chú ý giữ gìn vệ sinh ở những khu vực này, không để nhiễm bệnh. Tháng 11 âm lịch, tài vận của người tuổi Hợi giảm mạnh trong tháng này, là nạn nhân của thất sát và ảnh hưởng bởi sự phá hoại của hung tinh. Người tuổi Quý Hợi dễ bị tiêu xài hoang phí trong tháng này. Việc này dẫn đến thất thoát tiền bạc nghiêm trọng do hám lợi quá nhiều, do đó tài lộc cũng sa sút. Vì vậy, người tuổi Hợi nên chú ý kiểm soát ham muốn tiêu dùng trong tháng này. Cố gắng tiêu dùng hợp lý, đừng quá xa hoa, kẻo ảnh hưởng đến việc phát tài phát lộc. Tháng 12 âm lịch, đường tài lộc của những người tuổi Hợi trong tháng này tương đối bết bát. Mặc dù tháng này là cuối năm, nhưng khối lượng công việc của đa số tuổi Hợi trong tháng này không quá lớn, lại không bị sao xấu chiếu mệnh,
nên hầu hết vận khí đều duy trì được trạng thái phát triển bình thường, không quá mấy lạc quan. Khai vận cầu may cho bản mệnh. Khai vận tuổi Quý Hợi 1983, năm 2023 có ngũ hành. Bản mệnh được ngũ hành cát tinh lục bạch tương sinh, nên bạn cần bổ sung năng lượng cho cát tinh. Vậy nên ngũ hành kim sẽ là ngũ hành mang về may mắn cho bản mệnh. Như vậy, những người tuổi Quý Hợi muốn may mắn thì có thể mang theo gương bên mình. Ngoài ra ở các phòng cũng có thể đặt nhiều gương, bởi gương trong phong thủy đại diện cho ngũ hành kim. Bí quyết phong thủy cầu tài lộc năm 2023 là cách chúng ta sử dụng cây cảnh và vị trí trong nhà để tạo nên bố cục may mắn và thuận lợi. Mời quý vị tham khảo. Hóa sát khí cửa chính. Cửa chính của căn nhà là vị trí kiểm soát tài lộc và vận mệnh của cả gia đình. Nó cũng là cửa ngõ nối căn nhà với thế giới bên ngoài, nên hướng cổng và loại cây trước cổng vô cùng quan trọng. Trong năm mới Quý Mão này, để cầu tiền tài, gia chủ có thể đặt các loại cây có tác dụng ngăn chặn, xua đuổi tà khí như xương rồng, cây quỳnh dao, trúc mây, cọ Himalaya. Ngoài ra, nếu cửa đối diện với cầu thang thì các loại cây như trúc mây, cọ Himalaya sẽ là lựa chọn tốt nhất cho gia chủ. Huyền quan hút quý nhân, cây trầu bà, cây phát tài, vạn tuế. Huyền quan là khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi nó khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan còn được hiểu là hiên nhà nơi ngăn cửa cách chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách. Theo bí quyết phong thủy cầu tài lộc năm 2023, vị trí này cần những loại cây trồng nhỏ thân gỗ như cây trầu bà, cây phát tài, vạn tuế và phải lưu ý tưới nước, chăm sóc thường xuyên. Tuyệt đối không để cây trong hiên nhà mọc bụi, úa vàng và khô héo. Phong cách tụ tài khí, cây tài lộc, chúc phú quý. Phòng khách là nơi mà các thành viên trong gia đình ở nhiều nhất trong hầu hết các gia đình. Vì vậy, phòng khách liên quan mật thiết đến sự hòa thuận trong gia đình và các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Nên các loại cây lớn hoặc cây lá rộng có lá to hơn có thể đặt ở lối ra vào, góc nhà, cầu thang phòng khách, còn các loại cây nhỏ có thể đặt trên bàn, tủ cà phê. Ngoài ra, phòng khách là nơi cung cấp vượng khí. Chính vì vậy, những loại cây may mắn như cây phát tài, cây trúc may mắn là thích hợp nhất để đặt trong phòng khách, có thể mang lại may mắn và tài lộc cho cả gia đình. Phòng ăn hấp thụ hòa khí, hoa tươi, hoa loa kèn, thu hải đường. Phòng ăn là một trong những chìa khóa quan trọng nhất để thúc đẩy mối quan hệ hòa thuận, thoải mái của cả gia đình. Một căn bếp hợp phong thủy không chỉ mang lại sự hòa thuận cho các thành viên trong gia đình, mà còn mang lại tài lộc cho cả gia đình. Vì vậy, bạn có thể đặt những chậu hoa rực rỡ trong phòng ăn như hoa ly, giáng hương đỏ, hoa thu hải đường, không chỉ mang lại dương khí, dễ chịu mà còn mang lại may mắn cho gia đình. Phòng ngủ lan tỏa tình yêu, hoa nhài, trầu bà, hoa hồng. Phòng ngủ có thể nói là nơi chúng ta trải qua thời gian dài nhất trong ngày và là nơi chúng ta nghỉ ngơi. Do đó, gia chủ có thể đặt những loại cây nhỏ và có mùi thơm nhẹ trong phòng ngủ như hoa lan, hoa nhài, hoa trà, hoa oải hương, có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Phòng ngủ cũng là nơi thúc đẩy vận nhân duyên tốt nhất, nên bạn cũng có thể đặt hoa màu đỏ, hồng ở phương vị đào hoa. Và năm 2023, vị trí mang tới vận nhân duyên tốt chính là hướng Bắc. Phòng bếp hấp thụ phúc lộc, trầu bà, lan, xương rồng. Nhà bếp đa phần là nơi ô nhiễm nhất trong nhà, nên bếp thích hợp đặt các loại cây có tác dụng thanh lọc không khí như cây vạn tuế, cây lan, xương rồng, củ cải. Ngoài ra, để thần bếp mang lại phúc lành, thì những căn nhà có bếp ở hướng đông có thể đặt cây màu đỏ, hoa màu đỏ trên tủ lạnh, rất có lợi cho sức khỏe của gia đình. Nếu bếp của nhà bạn ở hướng nam, thì có thể đặt các loại cây cảnh tốt cho sức khỏe, như củ cải xanh, cây bạc hà để gia đình. Những loại cây này có tác dụng giữ tiền rất tốt, kìm tay tiêu tiền của gia chủ.
Nếu bếp nhà bạn ở hướng Tây, có thể đặt các loại cây, hoa có màu vàng. Nó sẽ giúp gia chủ vượng tài, giảm bớt âm khí sau khi mặt trời lặn. Nếu bếp đặt ở hướng Bắc, có thể đặt các loại hoa có màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, tượng trưng cho sinh khí, vượng khí trong gia đình. Ban công sinh lộc, trúc, vạn niên thanh, đỗ quyên. Ban công là một trong những vị trí quan trọng để thông gió cho ngôi nhà. Ban công có đủ ánh sáng nên đặt các loại hoa có màu sắc rực rỡ. Các loại cây xanh, cây cảnh có lá to hơn như cọ tre, vạn niên thanh, cây kim tiền, cây cao su, xương rồng. Hoa thì có thể trồng đỗ quyên, hoa tulip, hoa trà, hoa cẩm tú cầu, hoa lan. Quý mệnh chủ thân mến, thói đời chúng ta hay thích làm thân với người giàu có. Cái thói mà chúng ta hay mỉa mai rằng, thấy người sang bắt quàng làm họ. Thậm chí cứ có kẻ, cứ thấy ai giàu là xu nịnh, bợ đỡ, sẵn sàng lao vào giúp họ việc này, việc kia, vì tin rằng có ngày họ sẽ giúp mình. Những việc này họ làm đều có chủ tâm là họ muốn thu lợi từ người giàu, cho rằng người giàu là quý nhân cuộc đời. Nhưng họ đâu biết rằng giúp đỡ kẻ nghèo khó còn tạo phước nhiều gấp trăm nghìn lần việc họ đang làm. Ví dụ như bạn giúp người nghèo có 20.000 để họ có thể có bữa trưa hay bữa tối no bụng sẽ vô cùng đáng quý. Nhưng cũng với 20.000 ấy, bạn đưa cho người giàu thì họ chẳng hề xem trọng. Khi hiểu rõ về lợi ích bố thí, cúng dường, bạn cũng sẽ hiểu vì sao lễ vật của hoàng hậu không bằng muối của người nghèo. Vì thế, khi giúp đỡ người nghèo, hãy thực hiện bằng cái tâm, bằng sự thấu hiểu, chứ không phải đồ nào mình thừa, quần áo bị rách hay đầm dự tiệc lộng lẫy, cũng dùng đi quyên góp trong loạt đồ từ thiện, gửi cho người già, phụ nữ và trẻ em. Ở những nơi khó khăn quả là thiếu thực tế, thiếu tôn trọng họ. Có người khi tuyệt vọng, khi vào đường cùng được bạn cho bát cơm, chai nước, sau này khi họ thành công, nhất định sẽ không quên lòng tốt của bạn ngày đó. Thậm chí, họ sẽ có thể quay lại giúp đỡ bạn. Có thể những người nghèo đó không có gì để cảm ơn bạn, nhưng trong thâm tâm, họ sẽ luôn nhớ đến bạn và biết ơn bạn. Lòng tốt của bạn nếu để đúng chỗ sẽ phát huy nội lực trăm nghìn lần so với những gì bạn từng tưởng tượng. Đừng chê việc thiện nhỏ không làm, không có nhỏ thì sao có lớn. Hãy cứ cần mẫn tích lũy dần những việc thiện lành. Vừa hết nghiệp ác của quá khứ là quả thiện sẽ về. Trên đây là toàn bộ vận trình trong năm 2023 ở đầy đủ các phương diện cho nữ mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Lộc Phát Tử Vi hy vọng rằng quý mệnh chủ có thể kịp thời nắm bắt để xu cát tị hung, đón lành tránh dữ cho một năm 2023 may mắn, thuận lợi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.